Ngày 22 tháng 10, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm vụ án lạm dụng tín nhiệm, cố ý làm trái xảy ra tại ngân hàng Đại Tín, Trust Bank. Theo hồ sơ, bà Phấn giữ chức vụ cố vấn cao cấp ngân hàng Đại Tín. Lợi dụng sự ảnh hưởng của mình, bà Phấn thông qua các bị cáo khác chỉ đạo công ty Trust Asset thẩm định giá, nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch lên 1.268 tỷ đồng, sau đó bán cho ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 1.105 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Phấn còn bị truy tố về hành vi hạch toán thu chi khống, chiếm đoạt 5.256 tỷ đồng. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bà Phấn 30 năm tù và phải bồi thường thiệt hại 16.000 tỷ đồng. Bà Phấn và 10 bị cáo kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, bà Phấn vắng mặt. Phiên tòa dự kéo dài từ ngày 20 đến 31 tháng 10 do thẩm phán cao cấp Phan Thanh Tùng làm chủ tọa.